Yeah, one of the beautiful things I love about people's stories. Một trong những điều mà rất là đẹp đẽ mà tôi rất thích về những cái câu chuyện của anh chị em. Is to see how it takes the pain and the broken and the hurt. Đó là để thấy chúng ta đem những cái sự đổ vỡ, những cái mảnh tan nát của chúng ta, những cái sự tổn thương của chúng ta. And brings healing and makes something beautiful in that life. Ngài đem những cái điều đó đem đến sự chữa lành và tạo nên những cái điều đẹp đẽ trong đời sống của chúng ta. When we come to Jesus, we all have brokenness. Khi chúng ta đến với Chúa Giêsu thì tất cả chúng ta đều có những cái sự đổ vỡ trong lòng. We all have pain. Đều có những cái nỗi đau. But He does such a wonderful job in our life. Nhưng mà Ngài đã làm cái công việc kỳ diệu lạ lùng trong đời sống của chúng ta. Some things can be fixed quickly. Có những điều có thể được sửa đổi một cách nhanh chóng. But some things take a long time. Nhưng cũng có những điều cần có một cái khoảng thời gian rất là dài. And we need to be patient with God. Và chúng ta cần phải kiên trì với Chúa. And the work that He does. Với công việc mà Ngài đang làm cho chúng ta. Before we start, I just feel prompted by the Holy Spirit to share something with you. Trước khi chúng ta bắt đầu bài học, tôi cảm thấy được thôi thúc bởi Đức Thánh Linh là muốn chia sẻ một điều này cho các bạn. And what I'm going to share is very, very private to me. Điều mà tôi muốn chia sẻ rất là riêng tư với tôi. So this is how much I trust you. Điều này thể hiện rằng tôi rất là tin cậy anh chị em. When I was small, my parents were very cruel. Khi tôi còn nhỏ, ba mẹ của tôi đối xử tàn bạo với tôi lắm. If I ever cried, my father would hit me and tell me not to cry. Khi mà tôi khóc, ba tôi sẽ đánh tôi và nói rằng đừng có khóc nữa. And he would say only girls cry, not boys. Ông ấy nói là chỉ có con gái mới khóc thôi, con trai là không khóc. And because he used to do boxing. Và bởi vì ông ấy đã từng tập boxing. If I cried, he would punch me. Và khi tôi khóc thì ông ấy sẽ đưa nó đấm về mặt tôi. And he would punch me till I stopped crying. Ông ấy đấm cho đến khi nào mà tôi dừng khóc thôi. Cái người mà tập cái đó gọi là gì không tiếng Việt mà. So the last time that I remember that I shed tears was I was about maybe 20 years old. Well, that was because I was drunk. But since that time, even to this day, I can't cry. Từ cái lần đó cho đến ngày hôm nay, tôi không có thể nào khóc được. The tears can work because when I cut onions, the tears come down. Khi tôi cắt hành tỏi thì nước mắt vẫn rơi xuống. Or sometimes, you know, when you yawn. Hay là đôi khi mình ngáp thì bắt đầu nước mắt nó chảy ra. But if I feel sad, there's no tears. Nhưng mà khi tôi cảm thấy buồn thì không có nước mắt nào cả. So in my heart, my father and my mother broke something. Ở trong đó lòng của tôi thì có một cái điều gì đó đã bị cha mẹ của tôi làm phá vỡ cái điều gì mất rồi. So for nearly 40 years, I've never cried. Vì vậy mà trong gần 40 năm qua tôi không bao giờ khóc. And I've been praying for God to repair the damage that my parents did in my heart. Và tôi cứ tiếp tục cầu nguyện xin Chúa này sửa chữa những cái sự tổn hại mà cha mẹ của tôi đã gây ra. Sometimes people have looked at me and we're sad, maybe we're at a funeral and I'm not crying. But because that's broken. And the only way for that to be repaired is from God. My wife can cry. My sons and my daughter can cry. I brought my sons up that it's okay to cry when you're sad. Tôi nuôi dưỡng con trai của tôi lớn theo cái cách tôi nói với con này. Nếu mà con buồn, con có thể khóc. So they have no problem. Thì con trai của tôi nó không có vấn đề gì cả. But I remember that when they were younger, saying, "Dad, you're sad, but you're not crying." Nhưng mà lúc nhỏ thì tôi thấy, cha, ba ba buồn mà sao không thấy ba khóc? And they didn't understand. Vì nó không có hiểu. So I know what it's like to have something that's broken and the pain, but it takes a long time for it to be repaired. Cho nên tôi hiểu rằng nếu mà chúng ta bị phá hủy một cái gì đó và
và có sự tổn thương thì có thể là nó phải làm cái tiến trình rất là dài để mà được phục hồi. One day my wife was reading the Bible. Một ngày kia trong khi vợ tôi đang đọc Kinh Thánh. She said, "Listen to this," and she read me a verse. Và cô ấy nói với tôi là anh nghe này và bắt đầu cô ấy đọc cho tôi một câu Kinh Thánh. How that God collects our tears in a bottle in heaven. Đã cái câu Kinh Thánh nó nói về Chúa đựng những cái giọt nước mắt của chúng ta trong ngày hôm nay. She said hers is not a bottle. Hers is a big bucket. Cô ấy nói là cái chai đó không phải là một cái chai một cái lọ nhỏ đâu mà nó là một cái thùng lớn thôi. Because when she's sad, she cries all the time. Bởi vì khi cô ấy cứ khóc hoài à, cô ấy khóc thường xuyên lắm. Bởi vậy cô ấy nói là cái tay của cô thành một thùng lớn. And then she said to me, she was laughing. She said, "I must have a small bottle because there's nothing in it." Và cô ấy cười và nói với tôi rằng, cái tay của anh chắc tận chỉ là một cái chai nó là nhỏ nhỏ thôi, tại vì anh chẳng có khóc. She said, "I can borrow some of her tears." Vậy là anh có thể mượn một ít nước mắt của em để bỏ vào cái chai đó. So sometimes when we come to the Lord, He fixes things quickly. Đôi khi chúng ta đến với Đức Chúa Trời này, sửa chữa chúng ta, và phục hồi chúng ta một cách nhanh chóng. And the reason I share this with you this morning. Lý do để tôi phải chia sẻ điều này với anh em sáng nay. Is to encourage you. Là để khích lệ chúng ta. If there's something in your life that's still not fixed yet. Nếu khi có điều gì trong cuộc đời của chúng ta mà chưa được sửa đổi. Be patient. Hãy kiên nhẫn. Trust your Father. Hãy tin cậy nơi Cha của mình. Let Him do the work that He does best. Hãy để cho Ngài làm cái công việc mà chỉ có Ngài mới có thể làm tốt nhất. And let Him in the và hãy để cho Ngài chăm sóc cái điều đó. So I just felt to share that with you this morning. Tôi chỉ muốn chia sẻ cái điều mà tôi cảm nhận được sáng nay. That even pastors have things that still need to be fixed. Thậm chí mục sư cũng có những điều cần phải được Chúa Ngài sửa đổi. Maybe this morning you have something that you wonder when it's going to be fixed. How long, Lord, is this going to take? Có thể sáng nay chúng ta tự hỏi Chúa ơi, cái điều mà con đang cần được sửa đổi đó chừng nào nó mới được sửa đổi đây? Would you like me to pray for you? Quý vị có muốn tôi cầu nguyện không? Maybe if that's you, stand up and xin mời pray. Chúng ta đứng lên và chúng ta sẽ cầu nguyện. Because I know exactly how you feel. Tôi biết rõ cảm nhận của anh em. Still waiting for this to be fixed and repaired. Tôi cũng đang chờ đợi xin sự sửa chữa của Chúa mặt mặt tôi. Loving Heavenly Father. Mẹ Cha thương yêu. We as Your children stand before You now. Chúng con là con cái đứng trước mặt Ngài. We come before You humbly. Chúng con khiêm nhu lại đến trước Ngài. Knowing full well that there are things in our life that are still broken. Chúng con nhận biết rằng có những điều trong cuộc đời của chúng con vẫn còn đang Maybe you've begun the work. But sometimes we become so impatient. And we want You to fix it quickly. Help us to trust You. Knowing fully that You understand. And You're working at Your và Ngài đang tiến hành công việc của Ngài. Doing it Your way, according to Your will. Theo cách của Ngài và theo ý muốn của Ngài. Father, we thank You. Lạy Cha, chúng con cảm ơn Ngài. That You won't leave us broken. Ngài không để cho chúng con cứ bị tổn thương như vậy mà. But help us to learn the lessons that You want us to learn through this time. Nhưng mà xin giúp chúng con học cái bài học của mình trong cái giai đoạn này. So that we can help others. Để chúng con có thể giúp những người xung quanh. Love You more fully. Để những người đó có thể yêu Ngài nhiều hơn và trọn vẹn hơn. And grow to be more Christ-like. Và trưởng thành trở nên giống như Christ. Thank You, Father, in Jesus' name. Cảm ơn Cha và Chúa Giêsu chúng con cầu. Amen.